Chào cả nhà, hôm nay mình ra thăm vườn. Mình thăm cái cây ổi cẩm thạch nhà mình nè cả nhà. Đây, cây ổi cẩm thạch thì cái lá nó như vậy ha. Nó xanh xanh trắng trắng nhìn rất là đẹp. Thì ổi cẩm thạch này thường á, là cây chiết nhánh nha cả nhà. Chiết từ cái cây mà nó rất là to đó. Cây lớn thì người ta chiết nhánh nha. Nhưng mà hôm nay mình ra thăm thì mình thấy phát hiện ra một chuyện rất là lạ, đó là cái nhánh ổi này nè cả nhà, tự nhiên nó lên một cái nhánh ổi mà cái lá màu xanh đó đó mọi người thấy ha. Tự nhiên nó đâm ra hai cái nhánh, một nhánh thì lá cẩm thạch bình thường, một nhánh thì màu xanh, rất là lạ luôn. Ổi cẩm thạch này thì mọi người biết ha, lá nó cẩm thạch thì khi cái trái nó ra nó cũng sọc sọc cẩm thạch luôn, nhìn rất là đẹp mà đồng thời ăn thì rất là ngon. Nhưng mà cái giống ổi mà nó bị đột biến lên như vậy á, thì mình không biết cái trái nó ra làm sao nữa. Chắc mình để thử nghiệm ha cả nhà. Để thử nghiệm coi cái trái mà cái nhánh màu xanh đó sau này trái nó có ngon không. Đó, tự nhiên cái đột biến ra một nhánh vậy ha. Ổi cẩm thạch đẹp lắm nha cả nhà. Trồng á, vừa làm cảnh. Đó, vừa có trái ăn. Mà cái lá của nó đó cả nhà, những cái đọt á thì mọi người cũng biết ha, những cái đọt ổi này thì cũng rất là có công dụng trong một số bệnh, đặc biệt là bệnh đường ruột, bệnh tiêu hóa ha. Đó, nhìn rất là đẹp luôn. Rồi hôm nay thấy cái cây nó lạ quá cả nhà, chia sẻ cho mọi người coi cho vui, coi cái cây này nó đã đột biến rồi rồi nó còn đột biến thêm một mà bậc nữa, lạ ra cái nhánh như vậy á. Rồi chào tạm biệt cả nhà, hẹn gặp lại những video kế tiếp nhé.